Thay cho quảng canh, gia đình anh Đặng Văn Đán, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn mạnh dạn áp dụng nuôi tôm thâm canh. Từ phong trào nuôi tôm công nghiệp trước đây, với việc cải tiến ao nuôi, đưa cơ giới vào sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi tôm khép kín, an toàn sinh học. Giống tôm có kiểm định chất lượng đầu vào, thức ăn công nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, cải thiện môi trường nước bằng các chế phẩm sinh học. Đặc biệt, mật độ nuôi gấp 5 đến 7 lần cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với quảng canh trước đây. Ngày xưa nuôi quảng canh nhưng mà giờ nuôi chuyển sang thâm canh thì thấy nó tốt hơn. Nói về môi trường thì quản lý nó tốt. Thì cái ra thương phẩm thì bán nó dễ hơn. Biện pháp nuôi tôm thâm canh đã được áp dụng từ vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, qua mỗi một vụ nuôi, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được người dân cập nhật mở rộng diện tích đã góp phần tăng đáng kể sản lượng nuôi trồng. Cụ thể, ở vùng nước mặn lợ, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, thâm canh và siêu thâm canh tiếp tục được mở rộng với nhiều hình thức nuôi mới như nuôi trong nhà bạt, nuôi công nghệ vi sinh, nuôi trong ao nổi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, diện tích nuôi siêu thâm canh trong nhà lưới ước đạt gần 50 ha, mở ra hướng đi mới trong phát triển lĩnh vực nuôi tôm của Kim Sơn, đẩy sản lượng tôm nuôi đạt gần 3.000 tấn mỗi năm, tăng nhiều lần so với trước. Con tôm mà nuôi đúng quy trình, mà ví dụ như nuôi con tôm mà CP hay là con tôm các của các công ty lớn thì ta thả thì thường thường là khoảng cứ tầm 75 đến 90 ngày là người ta được thu hoạch. Đầu tư cái tôm thâm canh này thì nó phải tốn kém gấp 3 lần quảng canh. Còn cái quảng canh thì nếu nuôi bỏ ra 10.000 nhưng mà khả năng là bỏ ra 10 nhưng mà khả năng thu về có chỉ được 5 thôi. Nhưng mà nuôi cái này thì nếu mà đầu tư bài bản từ đầu đến cuối thì 10 phải được 10 trở lên chứ không mấy khi thua cả. Điều đáng nói ở đây là không chỉ có năng suất cao, nuôi theo hướng thâm canh giúp cho địa phương có chất lượng thủy sản tốt, đáp ứng yêu cầu thị trường. Thưa quý vị và các bạn, để phát huy cái lợi thế vùng bãi ngang ven biển huyện Kim Sơn, bà con thì đang áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ở đây thì cái việc mà nuôi trồng thủy sản theo phương pháp thâm canh thì đang được áp dụng trên diện rộng bởi là có cái hiệu quả năng suất cao. Đây cũng là cái nội dung của chuyên mục khoa học, kỹ thuật và công nghệ ngày hôm nay chúng tôi muốn chuyển tới bà con nông dân. Và đồng hành cùng với chúng tôi là kỹ sư Đặng Văn Tân, chi cục thủy sản tỉnh Ninh Bình, người kỹ sư quen thuộc trong các cái chương trình Bạn Nhà Nông, cụ thể là cái chương trình thủy sản. Vâng ạ, cảm ơn kỹ sư Tân đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa kỹ sư Tân ạ, cái phóng sự vừa rồi nói lên cái hiệu quả của cái nuôi thâm canh ạ, một cách rõ rệt như thế ạ, bà con cũng khẳng định điều đấy rồi ạ. Vâng ạ, kỹ sư có thể nói rõ hơn cái việc mà khác biệt giữa cái việc nuôi thâm canh cũng như là nuôi quảng canh về cái phương thức chăn nuôi ạ? Cái phương thức nuôi quảng canh và nuôi thâm canh thì nó có những cái bước thay đổi rất là lớn. Chẳng hạn như là khi mà nuôi tôm quảng canh thì yêu cầu phải cái diện tích rộng, ít nhất là cũng phải từ 3.000 đến 5.000 m2 trên một ao. Rồi ao là đáy ao bằng đất, bờ ao bằng đất, có chăng thì lót bạt ở ven bờ. Còn khi mà nuôi thâm canh ấy, thì người ta nuôi trên ao tròn, nổi, đáy ao nó dốc và thậm chí là ao nuôi có mái che để khống chế được cái nhiệt độ, giảm được cái độ nóng của nước về mùa hè và giảm và tăng được cái độ nhiệt độ khi về mùa đông. Khi mà chuyển đổi sang nuôi thâm canh ấy, thì giúp cho người nuôi tôm có thể quản lý tốt hơn về môi trường, quản lý tốt hơn về dịch bệnh. Chẳng hạn như là cái việc mà ao tròn nổi nhỏ và thì cái việc gom tụ chất thải rất là tốt. Chính vì thế mà quản lý được cái môi trường nó được hiệu quả hơn và chính vì thế nó an toàn về dịch bệnh. Rồi quản lý được cái chất lượng sản phẩm. Đã nuôi trong cái điều kiện mà mình quản lý tốt môi trường thì chính vì thế mà ít phải sử dụng các loại hóa chất, các cái loại mà thuốc mà gây hại đến môi trường. Việc mà si phông thì các cái chất thải được gom tụ về cái ao chứa lắng xử lý nước thì còn rất tốt về cái phần quản lý môi trường chung. Để mà thực hiện được cái phương pháp nuôi thâm canh này thì bà con cần phải điều kiện như thế nào ạ? Khi chuyển đổi từ nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh thì bà con rất lưu ý là phải giảm về cái diện tích nuôi và tăng cái diện tích chứa lắng xử lý. Đối với một cái khu nuôi thì nên sử dụng khoảng 30%, 20-30% diện tích là diện tích nuôi, còn lại khoảng 70% là diện tích chứa lắng và xử lý nước
Đấy là cái yếu tố thay đổi đầu tiên trong việc quản lý cái ao nuôi thâm canh. Vùng bãi ngang ven biển huyện Kim Sơn ấy, thì theo thống kê của Ủy ban huyện thì có khoảng 1.900 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản. Thì trong đó thì cái diện tích nuôi thâm canh cũng đã đạt được 130 hectare. Thì đây cũng là một cái tỷ lệ tương đối là lớn. Tuy nhiên thì cái tiềm năng về cái diện tích nuôi tôm còn tương đối là nhiều. Cái hiệu quả của cái nuôi thâm canh thì chắc chắn là nó rõ rệt rồi ạ. Bây giờ chúng tôi muốn thực địa ở cái mô hình cụ thể ạ. Vâng, thì sau đây thì mời chị đến một hộ nuôi tôm thâm canh ở Kim Đông. Anh này là anh Sơn, là một người mà đi tương đối sớm về cái việc mà nuôi tôm trên ao tròn nổi. Vâng, mời chị đi. Đây là cái diện tích nuôi trồng thủy sản nhà anh Sơn sau khi mà chuyển đổi. Thì anh đã chuyển toàn bộ cái diện tích mà nuôi ở dưới ao chim chuyển lên thành những cái ao tròn nổi. Thì cái việc quản lý trên cái ao tròn nổi này thì cũng anh đã làm thì đã đem lại cái hiệu quả kinh tế tương đối là tốt. Còn cái diện tích mà ao chim thì trước đây thì anh chuyển thành các cái diện tích để xử lý nước để cấp cho các cái ao tròn nổi. Mặc dù diện tích tròn nổi này nó nhỏ hơn trước đây nhưng mà đem lại cái hiệu quả và cái tính an toàn về dịch bệnh được tốt hơn. Vâng, đi qua tham quan cái mô hình của anh Sơn thì thấy là cực kỳ là tuyệt vời. Có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái thời điểm hiện nay. Này anh đang nuôi mật độ bao nhiêu con trên mét vuông ạ? Mật độ tôi đang nuôi như thế này là mật độ từ 180 đến 250 con trên mét vuông. Nhưng mà đến thời gian xuống 100 con thì tôi lại tỉa ra là xuống còn khoảng 120 đến 150 con trên mét vuông. Mà nếu như đạt tiêu chuẩn thì là tôi nuôi là bình quân là từ 5 cân đến 7 cân trên 1 mét vuông. Đấy, nếu mà sai xuống 30 con thì được 5 cân trên 1 mét vuông. Nhưng mà cái thời gian nuôi mà xuống được 30 con một trên 5 cân ấy thì nó cũng phải kéo dài trong 3 tháng đến 3 tháng rưỡi. Vâng. Trước đây là chúng tôi nuôi bờ đất nhưng mà bờ đất nót bạt, nhưng mà bây giờ là chúng tôi là phải nút lên vậy. Đây là tôi làm 100% khung ao sắt. Một là ao sắt, hai là nếu như mà bây giờ mà có nền nó chắc rồi thì người ta làm bê tông. Người ta xây bờ bê tông. Nhưng mà xây bờ bê tông thì nó có, nếu mà nói sự thật mà nói là xây đồ bờ bê tông nó vẫn đổ nóng. Nước nuôi nó vẫn nóng. Vâng, thưa anh thì đầu tư bằng cái bờ mới như hiện nay, bằng khung sắt và hoặc là bằng bê tông, vậy thì nó cái giá thành của nó so với cái bờ đất trước đây thì như giá nào? Giá thành thì so với bờ đất thì nó phải đắt gấp 10 lần, 10-15 lần. Vâng. Tức là làm đất hết 1 triệu thì làm cái này phải hết 10 triệu. Vâng. Cái thời gian sử dụng của nó lâu không ạ? Thời gian sử dụng thì như thế này thì được khoảng tầm 5-7 năm. Còn nếu như bê tông thì chắc rằng là phải 15 năm hoặc 20 năm. Đấy là còn đấy còn trừ. Nếu như bê tông thì người ta chỉ có thay cái bạt này thôi. Vâng. Đấy, nhưng mà bờ sắt này thì quá trình nuôi nước mặn thì nó còn độ han rỉ. Nên là sau này không may nó yếu thì mình lại thay hoặc là mình xây, mình vâng. chuyển. Bờ đất thì là tôi tin chắc rằng là bờ đất nó khó cái độ bền trong cái thời gian mà mưa gió đúng không ạ? Cái bờ đất thì nuôi không phải là nó trong cái thấy nhưng mà nuôi nó khó nuôi là lý do là nó có độ thoải. Thoải là nó bám rêu với này bẩn thỉu là nó bám bờ. Vâng. Nhưng mà nếu mà bờ thẳng như này thì không thể bám được. Vâng. Sạch. Vâng. 100% sạch. Vâng. Đúng không em? Đúng rồi. Vâng thưa kỹ sư Tân ạ, cái ao tròn này thì đây là một biện pháp kỹ thuật mới, một cái tiến bộ mới trong cái việc nuôi tôm thâm canh hiện nay đúng không ạ? Thì nghề nuôi tôm thâm canh trên địa bàn các cái xã ven biển của huyện Kim Sơn ấy, thì những năm trở lại đây thì có những cái bước phát triển đột phá. Hiện nay thì cái mô hình mà tiên tiến nhất mà chúng tôi đang khuyến cáo đó là nuôi tôm trên ao tròn nổi có lót bạt. Thì mục đích của việc quản lý ao nuôi là quản lý làm sao để cho cái chất thải nó ra ngoài ao nuôi càng sớm và càng triệt để thì càng tốt. Chính vì vậy mà các anh đang nuôi tôm trên ao tròn là cái việc mà làm rất đúng hướng. Và cái thực tế những năm trở lại đây thì cho kết quả thì những cái ao tròn nuôi là có thể nuôi được mật độ rất là dày, năng suất cao. Hiện nay thì các anh đã nuôi đạt đến khoảng 30 đến 40 tấn trên 1 hecta. Thì rõ ràng là cái năng suất đã tăng lên gấp 4 đến gấp 5 lần so với cách nuôi trước đây ở dưới ao đất và nuôi ao lót bạt âm. Thưa
anh thì nuôi thâm canh như này thì cái hiệu quả mang lại cho gia đình nhà mình như nào ạ? Nói chung là nuôi thâm canh mà như thế này là mang lại hiệu quả cho gia đình nhà tôi rất cao, nói thẳng là rất cao. Như năm ngoái là chính xác là đến giờ này là tôi trả lời đi anh ơi. Mà có 6 cái ao có 1.000 mét vuông, tôi nuôi có 1.000 mét vuông. Còn bao nhiêu là để xử lý rồi sử dụng nước hết. Đúng là cái việc mà nuôi tôm thâm canh có sự đầu tư lớn thì cũng cứ có cái lợi nhuận lớn đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn cái sự chia sẻ của anh vừa rồi. Hy vọng thì bà con sẽ có nhiều thêm những kinh nghiệm để áp dụng cái việc nuôi tôm cũng như là thủy sản ở vùng bãi ngang này bằng cái phương pháp thâm canh để có hiệu quả kinh tế cao hơn ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh ạ. Vâng, mời anh tiếp tục cái công việc chăm sóc con nuôi tôm của mình ạ. Vâng, vâng. Vâng, thưa kỹ sư Tân ạ, các hiệu quả của nuôi tôm như là nhà anh Sơn vừa rồi thì đã rõ nét. Vậy thì giờ cái biện pháp nuôi tôm thâm canh này ấy, thì yếu tố khoa học của nó như nào ạ? Nuôi thâm canh cái tôm, việc quản lý môi trường rất được chủ động. Thứ hai là cái việc cái nguyên liệu đầu vào nó cũng được cải tiến rất là nhiều. Chẳng hạn như thức ăn thì đều đạt chuẩn, tôm giống thì đều có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm dịch đầy đủ. Chính vì thế mà cái tương lai để truy xuất cái nguồn gốc cái sản phẩm là rất là tốt và cái an toàn về cái dịch bệnh cũng như là an toàn về cái thực phẩm. Vâng. Người dân thì cũng đã tiếp cận được cái kỹ thuật mới, tiếp cận được cái quy trình mới và cái sức nhân rộng cũng rất là tốt. Chính vì thế mà cái việc nuôi tôm thâm canh hiện nay thì vẫn đang được mở rộng rất là nhanh và nhiều. Theo tổng hợp của trạm kiểm ngư thủy sản thì tổng diện tích nuôi thâm canh đã đạt 130 ha. Và cái năng suất đạt bình quân là từ 30 tấn hoặc 30 tấn trên 1 ha. Tôm ở vùng này làm thì cái giá bán rất là cao, thịt ngon và tức là có bao nhiêu sản phẩm là có thể tiêu thụ được hết bấy nhiêu. Thưa kỹ sư, ngoài con tôm ra thì các cái con nuôi thủy sản cũng có được áp dụng cái phương pháp thâm canh này nhiều chưa? Thì cũng tùy từng đối tượng. Cũng có những đối tượng như là cua thì không thể nuôi mật độ quá dày được. Thế thì hiện nay thì địa phương vẫn chú trọng nhất là cái con tôm, cái tôm thẻ chân trắng. Một số cái đối tượng như là cá mú, cá chim vây vàng, cá vược. Vâng ạ, thưa kỹ sư Tân ạ, để mà đưa được cái biện pháp thâm canh này vào trong cái nuôi trồng con thủy sản vùng bãi ngang thì bà con cần phải lưu ý vấn đề gì ạ? Bà con lưu ý nhất là cái quy trình công nghệ. Thứ nhất là phải trước khi mà sản xuất thì phải nắm được cái quy trình và các cái giải pháp sẽ xử lý trong suốt cái vụ nuôi. Thứ hai là phải có cái hạ tầng đảm bảo. Thứ ba là cái nguyên vật liệu đầu vào là phải tốt, có nguồn gốc rõ ràng, phải xây dựng cái hạ tầng, có nhiều ao, có các ao ương để nuôi giai đoạn 1, ao nuôi giai đoạn 2 và ao nuôi thương phẩm. Cái hạ tầng phải lưu ý là các cái chứa lắng và xử lý nước. Thứ ba là cái nguyên vật liệu vật liệu đầu vào. Và thứ tư là phải tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học. Đây là cái giải pháp mà quản lý môi trường tối ưu nhất, đồng thời nó ít tác động xấu đến môi trường sinh thái xung quanh. Chính vì thế mà trạm thủy sản thường xuyên khuyến cáo bà con là nuôi theo cái phương pháp mà sử dụng cái chế phẩm sinh học để cho nó an toàn cho môi trường, đồng thời phòng ngừa được dịch bệnh. Vâng, thưa kỹ sư Tân ạ, dù cho là biện pháp khoa học mới nhất thì bà con cũng phải tuân thủ theo các cái quy trình và các cái điều kiện cần thiết để nuôi tôm có hiệu quả đúng không ạ? Đặc biệt là cái việc mà nuôi tôm thâm canh thì đòi hỏi bà con cần phải có sự đầu tư lớn hơn và phải thực hiện một quy trình bài bản hơn đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, nuôi tôm thâm canh nói riêng, nuôi thủy sản thâm canh vùng bãi ngang nói chung đang thực sự đem lại cái hiệu quả kinh tế cao ở cái thời điểm hôm nay cho bà con nông dân. Hy vọng thì những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm những kiến thức để áp dụng thành công ở những cái vụ tiếp theo, khai thác có hiệu quả vùng bãi ngang. Một lần nữa, thay mặt những người làm chuyên mục khoa học, kỹ thuật và công nghệ ngày hôm nay, xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.